Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Chị hôm nay thì nương cùng với chú Bảy đi đặt lụp chuột. Dạ, đi thôi chú Bảy ơi. Đây. Chú Bảy làm cái đồ gánh đó, để ở đó rồi. Dạ, hai chú cháu xách mấy cái đi vô cái theo cái luồng ở trong đây nè. Cái này gà chó nè. Sao mình biết có chuột chú Bảy? Có, nó chạy vô theo dấu đường. Dạ. Giờ mình gài đánh cái đi. Mấy cái bẫy chuột này chú Bảy có ấy này, ấy này tôi muốn xịn ấy lên. Dạ. Tại nó sụt chỗ ốc xịn lên thì chuột nó đi theo cái hơi đất xịn nó bắt hơi đi lại. Dạ. Mồi bắp với mồi lúa. Chuột bự nó khôn lắm. Dạ. Gài chịch khơ là nó không chạy. Rồi, vô bạn ai lúa luôn. Rồi, đi trên đi, đi trên cả đây, đi cả đây. Dạ. Đi dòng đi. Không phải đi đường dưới. Bừ mấy chỗ bằng bằng ra hả chú Bảy, cái đất sình lên. Cái sình lên. Cái này cỏ một bình nhóc hết trơn. Mở cái miệng bẫy lên gài lên. Để như vậy mới bẫy được con chuột. Chuột nó khôn dữ lắm. Có mồi vụ nữa. Lúa rồi kìa. Đi, dài lần ăn. Này thấy có heo không chú Bảy? Đây hả? Dạ. Và chuột để nó ở bạ vậy. Nó ở bạ hả? Đây. Đi lên trên đi vậy. Mình phải đi kiếm mấy cái đường như thế này mới có chuột. Giờ hai chú cháu tiếp tục đi dài lên. Dài lên. Mấy bẫy chuột. Chứ phải làm cái đồ gánh nữa. Mấy cái bẫy chuột. Cái này hơi lúng nha. Hai chú cháu đi xuyên mấy cái bờ đê luôn. Đi dứt đây nè, cái dứt bờ đê luôn. Chuột nó cắn cỏ ở đây. Đây chuột cắn cỏ nhóc chưa hả chú? Đây. Có dấu nó cắn bự đùng đó. Dạ. Nó làm đùng. Chiều nay hai chú cháu đặt, sáng mai ra thăm. Sáng mai chú Bảy cũng vô ca. Sáng mai hai chú cháu thăm sớm. Nhìn thấy cái này đi. Cái này nó nhỏ. Rồi. Chú Bảy làm á, lò sấy lúa sáng mai rồi tới vô ca sáng mốt mới ra ca phải không chú Bảy? Này. Đó hai cục bắp luôn. Rồi còn để lúa rồi. Bên đây trồng hú hoa đậu nhút. Này lên mấy cái ao quăng nhút luôn. Bà em. Dạ. Ồ, nguyên đàn cò đúng vai. Rồi.
này chắc mười mấy cái bẫy thôi chú bảy. 16 cái. 16 cái bẫy chuột. Này là lâu lâu chú bảy đi đặt là kiếm ăn. Cái xịn này không chuột nó ủi nó không có lắc, không có lắc hay gặp. Dạ. Lúc cái xịn nó vô nó cái kèm cứ nhắc kìa. Này vô cái là dính luôn. Dạ. Đó, dài lên luôn. Sáng nay thì hai chú cháu sẽ đi thăm bẫy chuột. Đây, con thấy có chuột rồi kìa chú bảy. Có một con. Chú bảy đặt để qua một đêm mà sáng ra thăm sớm. Chuột cơm. Ủa chuột cơm. Đây con cầm cho. Ăn hết cái bắp luôn rồi nè. Giờ ở đây hai chú cháu thăm dài lên trên luôn. Được một con đầu tiên. Chuột cơm. Con nữa. Thôi được một con nữa kìa. Hai con lý chú bảy. Hai con. Cái hai cá hai đầu tiên vậy đó. Được hai con rồi. Thấy có chuột ăn rồi đó chú bảy ơi. Cái đường này thấy mấy cái đùng nhiều. Quá trời. Cái này gọi thinh. Cho chú bảy thăm thì con theo con cầm bảy chuột. Ngoài dưới đây có một cái nữa. Này vô mấy cái bụi cây cũng có hả chú bà? Không. Rồi cầm thứ đi dài lên luôn. Dài lên. Buổi sáng còn mùi sương luôn. Qua đường nước. Chị quất à. Nguyên cái đường này thấy im quá mà không có con nào. Thấy nó cắn cỏ quá trời luôn. Đi 4 cái vậy đó. Và hai chú cháu đặt đầy dài lên luôn. 16 cây bẫy chuột. Không có luôn. Sao mới vô hai con đậu thấy sồm quá mấy con, mấy cái sao không có hả chú bảy. Lên dài lên. Có không chú bảy?
Rồi gặp không con gì? Gặp không. Hai chú cháu tiếp tục đi thăm tiếp. Được hai con đẩy đằng kia luôn. Có không? Quá rồi. Trời ơi, nó bự kìa. Ôi, bự quá trời bự luôn. Con nhum. Con nhum nó bự lắm luôn. Cuộc này lại rồi, để nó vụt cái miệng. Vậy sẽ ăn còn. Sợ nó tông ra. Sợ nó vụt hai cái đầu em. Dạ. Rồi. Rồi. Con nhum này nó kêu dữ lắm. Trời ơi. Một con nhum chà bá luôn. Có không chú Bảy? Còn anh tí. Thôi. Anh lại quá lời. Mình để đây cái gì? Để đây còn cả lần cơm. Rồi. Để đây luôn đi. Anh kêu quá kêu rồi. Mấy này dây bầu bò mà heo cóc. Kiếm cóc luôn. Luôn. Thả ra luôn đi chú ơi. Đường này thấy cũng im quá. Được mấy con. Không có. Qua bên kia. Ủa, ở đây đọt lan ngon quá trời luôn. Còn mấy cái nữa chú bảy? Hai cái nè. Này. Để đi khoảng này. Hai cái bên kia. Ừ. Rồi chú bảy qua kia đi. Đó đi. Đi dặn qua ngày nữa. Giờ còn hai cái chú bảy đi vòng qua bên kia. Cái này lên tuốt cái đường kênh ở trên luôn rồi. Ở trong mấy cô đã hái con nhút. Còn hai cái cuối cùng hy vọng. Chứ rồi không có luôn. Được một con hả chị bảy? Được con.
thì cũng được 4-5 con. Ở đây trồng bầu, trồng đậu bắp, đậu lan đủ luôn. Được một con nữa. Chục cơm ha chú bảy. Cơm. Rồi. Là đắng gom lại dồn lại luôn. Ừ. Đây mấy cái bờ đê. Sáng nay hai chú cháu đi thăm bãi chuột được bao nhiêu đây? 5 con hả chú bảy? 5 con. 16. 4 con với con nhum. Dạ. 16 cái gặp. 16 cái gặp được dính được 5 con. Rồi, mình xỏ gì ha? Xỏ vô quả vô. Xỏ vô. Thành quả được 5 con chuột. Một con có nhum. Bảy xả anh cây giác vô luôn. Vô luôn chú Bảy ơi. Vô. Dạ được 5 con bố. Sáng buộc gao hả bố? Dạ được con có nhum với mấy con chục cơm. Nương với chú Bảy đi đặt bẫy chuột thì được một ít chuột. Rồi cha qua bữa sau có đặt thêm vài con nữa. Thì hôm nay Nương sẽ làm chuột khìa nước dừa. Cái này mình ướp rồi nè, cho nó vừa ăn rồi giờ mình để lên mình khìa. Hôm nay sẽ làm món chuột khìa nước dừa. Dầu nóng rồi để lên. Chuột nãy giờ mình khìa nước dừa thì bây giờ nó cũng chín rồi, nó vàng hết rồi, thì mình rắc cái dĩa. Rất là thơm luôn. Nương đi bẫy chuột chứ chú Bảy được mớ chuột thì làm chuột khi nước dừa. Thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với gia đình luôn nha. Mời cha mẹ ăn cơm, mời chú Bảy ăn cơm. Này ăn cơm với chuột khìa. Chuột trong đi gà vậy. Dạ. Mời cái nhà ăn cơm nha. Mời cái nhà ăn cơm. Mời chuột khìa. Cái này gấp nguyên con hay là con rồi, nó nhỏ hơn con đi. Ăn thiệt con, mềm luôn á, con thiệt lâu lắm luôn á. Cũng vừa. Cho nó mềm thật luôn. Quá ngon. Đi chú Bảy. Ăn chứ. Hết nguyên con đi chú Bảy ơi, xé luôn. Ừ, đúng rồi. Mà nó mềm hết rồi. Cái đường nó im quá im hết chứ bảy mà được mấy con ha.
cái này nó cái này nó khô quá khô với có đoạn rồi. Bữa thấy ăn cỏ quá trời luôn, đặt hay cái mấy cái nó không vô. Đồ gãy quá, đồ gãy, cái này có đồ gãy ăn rồi. Gà gáo nước lên nó gom lại một cái bờ. Cành. Này mình thiền nó mềm luôn á. Thấm thịt luôn. Cứ lên ít đậu phộng nó thơm đậu phộng. Ai biết ăn thịt chuột á, chuột ngon. Cái này mồi bén hả chú bảy? Chuột cái này có mỏi à? Béo béo à. Bằng xa mưa, xa mưa nó béo chứ. Xa mưa nghe chụp ra cả nó mập. Mập cũng lại thức ăn. Mưa cũng khó có no, ăn được chụp. Mình đặt bẫy ở trong lúa thì đi dưới cùng đầu hang lúa cắt dưới cùng mà mình đầu hang không chứ bẫy rất khó không có ở hàng ở bạ mà có bạ không nhờ bạ bà đê không nó cắt chạy cái nó dằn đó mé đó là chuột nó động chạy chưa tôi có thấy nhiều người bắt chuột người ta bơm nước cho luôn á cho nó chạy ra đó kêu bờ mấy bờ bự á nó thọc bơm hang mấy bà mẫu mà bự á làm bự á thọc nước chuột chạy thọc con chó chạy ra cái chụp giết thì nó trường không thấm ngọt. Béo ngọt béo ngọt mình mặn. Mẹ cầm xé luôn. Ăn gì mới ngon. Cái đùi này kìa nó thơm đấy quá. Thấm. Cũng được không? Dạ, video của gia đình mình thì đến đây cũng kết thúc. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye, xin chào. Bye bye.